Ngày 22 tháng 9, tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên Hưng Yên hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020. Tại ngày hội, các đoàn viên thanh niên được tham gia trải nghiệm những hoạt động như giao lưu tọa đàm với chủ đề rác thải nhựa, hành động của chúng ta, xem phóng sự về tác động của biến đổi khí hậu với môi trường sống của con người, một số mô hình tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, giao lưu văn nghệ. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng 2 mô hình phân loại rác thải đầu nguồn cho Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng 500 chiếc làn, hộp đựng thức ăn và túi đi chợ thân thiện với môi trường cho người dân tại chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, thay vào đó là sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, góp phần gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp.